Mình xin chào quý cô chú chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại chợ Quảng An. Không khí Tết đến rất gần rồi. Hôm nay là sáng ngày thứ ba, quý cô chú, anh chị và các bạn. Mình gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại ngôi chợ Quảng An, đông đúc người đến chọn cho mình những cành đào, những cành đào Nhật Tân. Bông hoa đào đỏ thắm. Đúng thì rất to quý vị và các bạn. Ngoài những cành đào to, còn có những cành đào nho nhỏ. Đặc biệt của hoa đào Nhật Tân thì nụ nhiều, lộc cũng nhiều. Và hoa thì rực rỡ, một màu đỏ thắm, quý cô chú anh chị và các bạn. Mình mời quý cô chú chị và các bạn đi một vòng. Những nụ đào to như ngón tay. Quý cô chú chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như là subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả khi Việt xuất bản video. Quý cô chú anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Những bông đào đỏ thắm. Không khí Tết sớm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ ba. Và hôm nay là mùng 4 Tết Dương Lịch. Đào đã nở rất rất nhiều rồi. Người người nhà nhà.
thôi. Bông hoa đào cực kỳ rực rỡ quý vị và các bạn. Chưa được giá anh, ông khách kia có vẻ nhiệt tình. Rẻ quá sao bán được anh? Thế à? 1 triệu là béo xí. À. Nhưng mà chú anh có ô tô sao anh không chở lên luôn nhỉ? Không được đâu anh ơi. Em 1 triệu là em bán ở đây. 1 triệu mang về nhà không? Không, về về nhà thì không biết mua xe của tôi chứ ở đây để bán thôi. Còn đâu chú mua về nhà chạy 6 triệu mang về 90 đồng tiếng đây. Đâu không? Đến đây lấy tiền. 2 cây 90 đồng tiền được 2 cây. Ở đây xe ôm bao tiền gọi xe ôm cho tôi đến đây tôi trả cả thế. Bao nhiêu? Tiền chỉ bao nhiêu chú ơi? 90 đồng tiền nháy điện thoại ra đây 90 đồng tiền. 90 đồng tiền à? Ờ. Gọi điện thoại ra 0971. 0971 90 971 99 8286 82 86. Trả về đây bao tiền? Đây 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 thì cho hỏi. Có nhiều đồng tiền không nhỉ? 90 đồng tiền. Trả về đây gọi điện sang nhá. Đây, cảm ơn chú nha. Về, trả về không? Đến bao nhiêu nữa? Mùa hoa đào cũng là cảm xúc quý cô chú anh chị và các bạn. Nhìn thấy những bông hoa đào đẹp. Cành này mua 1 triệu quý cô chú anh chị và các bạn. Cành hoa đào đỏ 1 triệu. Một đại gia Hà Nội mua đại gia Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy nụ rất là nhiều. Sáu trăm cành đào này. Sáu trăm bán. Wow, sáu trăm cành đào to. Đấy, quý cô chú chị và các bạn thấy cảnh đào to. Bye.
triệu cành đào này quý vị và các bạn. 1 triệu là chưa chờ. Rất đẹp. Hoa đào đỏ thắm. Cành đào già. Các bạn đấy. Gốc đào rất là già. Rồi đi. Rất nhiều nụ, quý cô chú anh chị và các bạn. Có rất nhiều khách cũng bắt đầu đã đổ về. Đổ về chợ Quảng An rồi quý vị và các bạn. Màn hình quý vị và các bạn chính là chợ Quảng An.
Chợ bắt đầu đông lên rồi, kính chào chú ý chị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở clip tới. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.